Xin chào tất cả anh chị các bạn đến kênh YouTube GQT và hôm nay Duy hướng dẫn cho tất cả mọi người cái cách mà chúng ta có thể mời đối tác, khách hàng hay học viên vào trong cái buổi phát trực tiếp của anh chị các bạn trên cái phần mềm ứng dụng Streamz và mời tất cả anh chị các bạn chúng ta cùng theo dõi. À, vâng thì bây giờ Duy sẽ hướng dẫn tất cả anh chị các bạn cái cách để chúng ta có thể mời khách hàng, mời học viên, mời người dùng tham gia vào cái nền tảng mà họp và livestream trên phần mềm Streamz của chúng ta những cái thao tác rất đơn giản anh chị các bạn theo dõi trên màn hình như sau và chúng ta chỉ cần nhấn vào cái biểu tượng đó là biểu tượng uh, hình người dấu cộng này nó sẽ xuất hiện cho, cho tất cả anh chị các bạn cái đường dẫn link mà chúng ta cầm cái đường dẫn link này đi chúng ta có thể chia sẻ cho những đối tác, khách hàng, uh, học viên và người dùng tham gia vào cái, cái đường phát trực tiếp trên nền tảng steam của anh chị các bạn chúng ta có thể gửi thông qua email, thông qua messenger hoặc anh chị các bạn có thể gửi qua zalo hoặc bất kể một hình thức gì đó để cái vị khách mời có thể nhận được cái đường dẫn link này và tham gia vào cái hùng phát trực tiếp của anh chị các bạn và bây giờ duy sẽ hướng dẫn anh chị các bạn thế thì là một người dùng sử dụng trên điện thoại khi chúng ta nhận được cái đường cái đường dẫn link mà phát trực tiếp này chúng ta tham gia như thế nào và là một cái người dùng mà chúng ta sử dụng cái đường dẫn link này trên máy tính sẽ như thế nào để cho anh chị các bạn chúng ta có thể cùng theo dõi và chúng ta biết cách để có thể tham gia vào các nguồn phát trực tiếp trên cái nền tảng stream giáp này và mời tất cả anh chị các bạn chúng ta cùng theo dõi và khi cái người mà mời anh chị các bạn tham gia đồng phát trực tiếp họ gửi cái đường dẫn link cho anh chị các bạn chúng ta sẽ dán cái đường dẫn link vào cái trình duyệt trên máy tính của chúng ta và chúng ta nhấn đăng nhập đăng nhập ở đây thì nó sẽ yêu cầu anh chị các bạn chúng ta sẽ kết nối với lại mic và webcam của chúng ta anh chị các bạn sẽ nhấn vào kết nối webcam và mic của anh chị các bạn trên cái phần mềm máy tính và nó sẽ xuất hiện ra cái webcam và cái mic của anh chị các bạn Chúng ta đang nhìn trên màn hình Nó giống như Duy đang chia sẻ với tất cả mọi người Và bây giờ là chúng ta sẽ nhập cái tên của chúng ta ra đây, đây Nhập cái tên của chúng ta ra đây, đây Để có thể tham gia vào nông phát trực tiếp Và sau đó thì chúng ta sẽ nhấn vào cái nút là Enter Studio Và bây giờ là chúng ta vào trong cái màn hình mà chúng ta muốn trò chuyện với lại bên cái luồng phát trực tiếp của cái người mời anh chị các bạn chúng ta sẽ nhìn được cái thông tin mà bên kia họ đang chia sẻ vấn đề gì và anh chị các bạn chúng ta có thấy được rằng là nếu anh chị các bạn chúng ta mà à, không trò chuyện thì chúng ta có thể nhấn tắt mic anh chị các bạn muốn không hiển thị webcam thì chúng ta có thể tắt webcam và anh chị các bạn có thể cài đặt cái mic và cái webcam của anh chị các bạn bằng cái bánh răng này đó là cài đặt cái camera và cái mic của anh chị các bạn để có thể tham gia vào cái luồng phát trực tiếp nếu như nó có bị lỗi gì và sau đó thì chúng ta cũng có thể xe cái màn hình bằng cái màn hình xe có dấu cộng ở đây anh chị các bạn có thể xe màn hình đó là xe cái link video hoặc chúng ta có thể xe cái cửa sổ màn hình xe cái cửa sổ nằm về màn màn hình của chúng ta đó rất tuyệt vời thì bên kia họ cũng sẽ nhận được cái thông tin mà anh chị xem màn hình này trên cái thành công việc của anh chị các bạn sẽ gửi cho cái bên mà người ta đang mời anh chị các bạn vào tham gia nộp phát trực tiếp và khi tham gia nộp phát trực tiếp đó chúng ta cũng có thể chat đó anh chị có thể chat với tất cả những người mà tham gia vào cái cuộc họp hay tham gia vào cái uh, khóa đào tạo hay tham gia vào cái uh, buổi phát trực tiếp của chúng ta anh chị các bạn muốn xuất hiện nên uh, trên nguồn phát trực tiếp đó anh chị các bạn có thể nhắn tin và trò chuyện với cái người mà đang quản lý bên đó ví dụ anh chị các bạn muốn xuất hiện nên nguồn phát trực tiếp đúng không ạ anh chị muốn xuất hiện một trực tiếp anh chị nhấn chat đúng không ạ thì cái thông tin này bên kia họ sẽ nhận được và khi anh chị các bạn chúng ta đã nhận được cái đường dẫn link của cái người phát trực tiếp trên phần xin giáo gửi trên điện thoại anh chị các bạn chúng ta sẽ vào trong cái ứng dụng trình duyệt của máy điện thoại chúng ta ví dụ trên cái máy iPhone thì Duy sẽ vào cái ứng dụng trình duyệt của iPhone và rồi Duy sẽ nhấn cái đường dẫn link đi dẫn vào cái đường dẫn link mà người dùng gửi cho Duy ở đây và nó sẽ tham gia vào trong cái buổi phát trực tiếp đó chúng ta sẽ nhấn cái phím đó là cho phép Thì khi vào trong cái trình duyệt này thì chúng ta có thể thấy rằng là nó chả khác gì giống như chúng ta thực hiện trên máy tính cả. Chúng ta cũng nhập cái tên của anh chị các bạn vào và rồi chúng ta kiểm tra cái mic và cái webcam của chúng ta. Nó rất là dễ dàng như vậy. Sau đó chúng ta sẽ nhấn vào cái phím là Enter Studio để rồi chúng ta truy cập vào cái nùng phát trực tiếp thế thì khi vào trong cái đồng phát trực tiếp đó chúng ta thấy rằng là với lại cái giao diện điện thoại thì nó y xì như cái giao diện máy tính cũng có cái chỗ mà chúng ta có thể chỉnh mic chỉnh cam chỉnh uh, các cái thông số webcam và uh, mic của anh chị các bạn nếu như điện thoại nó có hỏng hóc gì đó và rồi khi chúng ta muốn chat riêng chúng ta có thể nhắn cái thông tin ví dụ như tôi muốn live stream cùng bạn để rồi chúng ta có thể gửi cái thông tin này cho cái người mà họ đang quản trị cái đồng phát trực tiếp kia họ sẽ xử lý cho chúng ta họ sẽ nhìn thấy cái thông tin chat đó trên cái mục quản lý của họ và rồi bây giờ thì mời tất cả anh chị các bạn chúng ta cùng theo dõi cái quy trình quản lý bên cái máy mà tạo ra cái đồng phát trực tiếp này và mời tất cả chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp vâng thì vừa xong đó là anh chị các bạn đã thấy được rằng hai cái thao tác khi chúng ta mời cái người dùng khi chúng ta sử dụng bằng điện thoại hay máy tính các cái thao tác đấy nó rất là dễ dàng thì bây giờ bên cái máy điều khiển này thì Duy sẽ chia sẻ anh chị các bạn sẽ như sau Chúng ta sẽ thấy rằng là bên cái máy điều khiển này chúng ta sẽ thấy xuất hiện lên cái mục mà cái người dùng khi hiện tại họ đang tham gia với chúng ta Nó sẽ ở cái thành công việc đây Nếu như anh chị các bạn muốn add cái người dùng khách hàng hay đối tác hay học viên đó nên trên cái nùng phát trực tiếp của chúng ta thì chúng ta sẽ nhấn là add to team Nó sẽ xuất hiện là anh chị các bạn có thể thấy chúng ta có thể chọn cái thành công việc và cái cách chuyển cảnh của chúng ta tùy vào cái cách mà anh chị các bạn có thể chia sẻ hoặc là chúng ta có thể chia sẻ cái nội dung mà à, bên cái học viên đó bên cái khách hàng đó cái đối tác đó họ gửi cho anh chị các bạn cái màn hình xe của anh chị các bạn anh chị các bạn muốn sâu lên cho mọi người đang tham gia vào cái buổi họp hay cái buổi phát trực tiếp cùng xem anh chị cũng có thể add ở tô chim lên rất dễ dàng và chúng ta thấy rằng là à, chúng ta đã nhìn thấy cái màn hình của học viên và đối tác à, vừa gửi cho chúng ta xong và rồi anh chị các bạn thấy rằng là trong cái quá trình mà khi chúng ta Uh, xây dựng chúng ta làm việc Và chúng ta nói chuyện với tất cả các mọi người Tham gia vào cái nền phát trực tiếp đó Thì anh chị các bạn sẽ để ý tới cái mục mà chat Cái mục chat riêng Tức là những người nào mà được tham gia vào cái nền phát trực tiếp Thì họ sẽ xuất hiện ở đây Họ có những comment họ muốn xuất hiện ở Trên màn hình live stream của chúng ta Anh chị các bạn có thể sắp xếp cái lịch trình Và chia sẻ cho họ Để họ có thể cùng comment bình luận với chúng ta Và rồi khi chúng ta quản lý anh chị các bạn sẽ thấy Rằng ở những cái mục comment nó sẽ xuất hiện Nên nếu như có ai đó họ tương tác trên online cùng với chúng ta anh chị các bạn có thể cho xuất hiện để rồi cho các cái khách mời cho các khách hàng các đối tác hay học viên họ có thể trả lời cho họ cho những người tham gia đồng phát trực tiếp để làm sao mà tạo ra được cái độ tương tác cái độ uy tín một cách nó hiệu quả nhất trên cái phương diện mà sự thương hiệu cũng như bán hàng của anh chị các bạn và anh chị các bạn không thích xuất hiện ở cái comment đó anh chị các bạn có thể tắt đi sau đó anh chị các bạn có thể Thực hiện anh chị các bạn thuê cái ad vào những cái kịch bản chia sẻ, những kịch bản chia sẻ ở cái mục đó là banner, có rất là nhiều các kịch bản anh chị các bạn sắp đặt ra để có thể chia sẻ ở các cái buổi mà phát trực tiếp hay những cái buổi mà chúng ta đào tạo một cách cực kỳ hiệu quả. Và rồi cái, buổi, cái mục đó là chúng ta có thể tạo thương hiệu, chúng ta có thể đổi cái thông tin, chúng ta không thích cái màu xanh thì chúng ta có thể chuyển sang cái màu đỏ hoặc màu cam hoặc màu vàng để làm sao mà nó có cái sự nhấn nhé. Trong cái nồng pháp của anh chị các bạn Và add cái logo thương hiệu vào bên cạnh đó Add video hay add background Đây là những cái điều mà Duy đã có cái video chia sẻ anh chị các bạn Cái video hướng dẫn cụ thể Về phần mềm SteamDat này rồi Và đấy là một trong những cái điều Mà phần mềm SteamDat này nó cực kỳ báo đạo tuyệt vời như vậy Chúng ta có thể điều khiển được tất cả mọi thứ Và chúng ta có thể xây dựng ra những cái mô típ Mà phát triển thương hiệu cũng như bán hàng Bằng hình thức live stream Hay sử dụng cái phần mềm SteamDat này Để có thể họp nhóm, họp công ty học doanh nghiệp và tạo ra các nguồn phát trực tiếp đào tạo theo nhóm nhỏ rất là tuyệt vời anh chị các bạn ạ và chắc chắn rồi nếu như phần mềm tim nó tuyệt vời như vậy anh chị các bạn cần nhận lại những cái ưu đãi những cái hỗ trợ từ duy bkt anh chị các bạn cần những cái vấn đề gì anh chị các bạn có thể comment dưới đoạn video và duy sẽ tổng hợp chia sẻ anh chị các bạn bên cạnh đó nếu như anh chị các bạn có thể mua cái phần mềm tim này anh chị các bạn có thể nhấn đăng ký bằng những cái chương trình ưu đãi mà Duy chia sẻ ở mô tả của video đó là một chúng ta có thể nhận được 10 đô la khi chúng ta mua cái phần mềm Steam này thông qua cái đường dẫn link của Zoom thứ hai là chúng ta có thể sử dụng cái bản dùng thử của phần mềm Steam này cái bản Basic Pro dùng thử 14 ngày để anh chị các bạn có thể trải nghiệm và sử dụng áp dụng cho cái nền tảng mà phát trực tiếp của chúng ta cũng như là áp dụng cho cái việc mà livestream bán hàng xây dựng thương hiệu hay phát triển những cái buổi họp hay phát triển những cái buổi mà đào tạo online của anh chị các bạn để làm sao mang lại được cái hiệu quả mà tốt nhất và hữu ích nhất để giúp anh chị các bạn có được những cái điều mà tuyệt vời khi chúng ta share lên chat các cái trang mạng xã hội như Facebook, Youtube hay những cái group anh chị các bạn đang quản trị và trên đó là cái nội dung mà Duy muốn chia sẻ tất cả anh chị các bạn nếu như hay hữu ích đừng quên nhấn share, chia sẻ video cho nhiều người cùng xem để họ có thể cùng sử dụng và cùng kết nối trên cái phần mềm Steam Dad này với tất cả anh chị các bạn và đừng quên nhấn chia sẻ video cho nhiều người cùng biết để họ có thể biết tới kênh YouTube GKT. Và xin cảm ơn tất cả anh chị các bạn về cái điều đó. Và hẹn gặp lại tất cả anh chị các bạn ở các video tiếp theo. Xin chào tạm biệt.